Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về một cái cây phan chi lá sần. Để giới thiệu các bác cái phan chi lá sần bản lá 6 phân này các bác này. 6 phân thì nó bằng gần như là 4 ngón tay của em. Cây này thực sự là nếu nhìn ở trên video thì có thể nhìn ở như nào không biết, nhưng mà nhìn thực tế của nó rất là dã man các bác ạ. Cái này nó có 3 thân nhưng mà 2 thân nó kiểu như sừng trâu luôn. Cái dạng như sừng trâu này nó đẻ khỏe lắm các bác ạ. Đến ba cái này nó đẻ rất nhanh ấm chậu, chỉ mất khoảng 1 năm nữa là kín hết chậu. Bởi vì lực của mẹ nó rất khỏe. Bản lá 6 phân thì cái đời con của nó thì thấp nhất cũng phải được 5 phân. Đấy, càng nuôi to nó càng đắt. Cái chậu này bác nào mua em bán với giá là 16 triệu đấy. Em bán nguyên cái chậu này, 3 thân này. Đấy, 16 triệu thôi các bác. Đấy, các bác chơi một chậu xí sần như này là đã là đủ đẳng cấp lắm rồi. Thường là cái cây kiếm ấy, nếu mà chăm tốt thì đời con nó sẽ không to bằng đời mẹ, càng ngày càng to. Đấy, đấy là cây phan chi lá sần. Con nào ở gần thì tốt thì sang bê cả chậu. Chậu to lắm, chậu của nó đường kính nó vào hơn 30. Đấy. Và đây cũng là một chậu chí sần. Chậu này thì lá nó bé hơn. Chậu này em bán chỉ có 4 triệu một thân thôi nhé. Cả hai thân này là 8 triệu này. Rất là tươi, rất là đẹp. Chuẩn bị đẻ rồi các bạn. Đấy, cây chậu phan chi thứ hai. Còn đây là cây kiếm lưỡi hồng tắp pai này. Đấy, em bán 150 cho nó hai thân thôi các bạn. Đấy, chỉ có 150 là hai thân thôi. Lưỡi hồng tắp pai đẻ rất khỏe luôn. Cái lá nó hơi xấu tí làm giống ngon này. Đấy, cứ một khóm như này em bán chỉ có giá 150 thôi. Chỗ này thì em cho ăn nắng nhiều cho nên là cây nó rất là cứng. Đanh luôn. Đấy, cứ 150 là được mẹ con này. Đấy, cây này là cây em bán rẻ nhất trong nhà em. Đây là cây lưỡi hồng tắp pai. Còn cây lan kiếm tiểu giang này sau một thời gian em trồng thì bây giờ cũng bắt đầu mọc mầm rồi. Đấy, tiểu giang là một dòng bicolor. Người ta gọi là tiểu giang 89, nó ở Hưng Yên. Cây này nó đã ra hoa tại nhà em rồi. Cách đây khoảng 1 tháng là ra hoa tại nhà em rồi. Tiểu giang này bán là 2,5 triệu. Còn Tây Linh, đấy, Tây Linh đây có mẹ con này 2 triệu này. Đấy, kiếm vàng Tây Linh. Loại này thì đẻ khỏe lắm. Kiếm vàng Tây Linh là gần như đẻ khỏe nhất trong các loại tiên vũ luôn. Còn chỗ này là vàng cánh bầu Hải Phòng em mới trồng thôi ạ. Mùa này mùa nó khá hanh khô cho nên là các bác tưới nhiều vào. Mùa này hanh khô. Đây có một chậu vị hoàng sần này. Chậu vị hoàng sần này thì nó bị gãy lá, hơi tiếc. Bác nào lấy cả cái này 4 triệu rưỡi về làm giống này. Đấy, vị hoàng lá sần. À đâu, vị hoàng lá láng chứ, quên. Bán sần nhiều quên. Đây, lá láng này có nhá, không phải lá sần nữa nhá. Lá sần thì nhà em nhiều lắm ở ngoài kia cơ. Đây, lá láng này 4 triệu rưỡi. Đấy, còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì cứ 300 một thân. 350 mẹ một con. Cái này cái tuyết ngọc. Tuyết ngọc rồi em chỉ bán có 500 một thân thôi các nhá. Đây, tuyết ngọc. Kiếm trắng tuyết ngọc. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì 300. Vàng cánh bầu Hải Phòng nhà em thì nhiều vô đối luôn. Đây, cứ 300 một thân thôi. Rất nhiều luôn. Đấy, vàng cánh bầu Hải Phòng. Còn cây đây vàng cánh bầu Hải Phòng đây. Còn đây là vàng Thái. Vàng Thái bán 300 thôi. Đây em đang thay hết giá thẻ. Đấy, thay một loạt giá thẻ luôn. Mùa này mùa khô nó cần nước thật đấy. Đấy, để cho nó phát triển nhanh lên. Còn kiếm xích ngọc trắng thì đang đến mùa hoa. Đấy, 200 một khóm, 200 một khóm. Đấy, đây cũng đang có đủ này. Về các bác sẽ được chơi hoa luôn. Không phải làm gì hết. Đấy. Đây cũng có một chậu chí sần nhưng mà nó bị thối lá rồi. Cái này bị thối lá. Em vừa mới chữa cho nó, không biết khỏi không. Xe để em làm giống rồi. Vừa mới... Còn kiếm phan chi gieo hạt em vẫn bán 80.000, còn xanh Huế là 70.000. Đấy, góc kia này em trồng rất là nhiều luôn. Nguyên một vườn luôn, ở trên treo ở tầm cao này thì em cũng treo. Mới treo ít. Đấy, còn chỗ này là toàn bộ các cái thân dài em ươm kỳ này. Đây có cả hạc vĩ trắng này, phi điệp trắng này, trầm rồng đỏ này, phi điệp tím này.
Bác nào có muốn lấy về ươm kia thì em thanh lý cả lô này. Tất cả cái kia ở trong tất cả cái rổ này. Chỉ có 300.000. Đấy, 300.000. Đấy các bác lấy thì em thanh lý cho các bác tất cả ở cái rổ ươm kia này nhá. Chỉ có 300 thôi là các bác được nguyên 1 2 4 6 8 10. Trung bình có 20.000 một rổ thôi. Đấy, kia trắng các thứ này. Ở đây kia vĩ trắng. Đấy, 300.000 được nguyên một rổ nhá, em gom và em gửi cho các bác. Nếu các bác có nhu cầu trồng ươm kia phi điệp. Còn bên ngoài này là vẫn là các loại vị hoàng sần với kiếm phan chí sần. Đây. Ba vừa thay hết giá thẻ cho nó ngon lành nào. Đấy, vị hoàng sần với tuyết ngọc. Vị hoàng láng đây thì chậu này là 3 triệu này. Đấy, hai thân tơ. Thân già này chắc nó không đẻ nữa. Bác nào lấy cả ba cái thân này thì em bán là 3 triệu rưỡi này. Đấy. Cả ba cái này là 3 triệu rưỡi. Vị hoàng là láng. Còn tuyết ngọc thì 500 một thân thôi. Đấy, kiếm trắng tuyết ngọc này. Đây em trồng mấy hôm mọc mầm ấy. Chỉ có 300 một thân. 500 một thân. Còn Huế láng, đây, Huế láng em có hai chậu này. Chậu này là 12 triệu này. Chậu này thì lỗi cái lá này. 12 triệu, còn chậu này là 10. Chậu này là 14 triệu này. Chậu này một mẹ hai con. Nhưng mà thân nó rất nhỏ đây, nó buộc lá của nó được còn đốt tay em thôi. Cái này làm giống đây. Bé nhưng mà cái chất của nó giống y hệt bố mẹ. Cây xanh Huế này rất dễ nhận ra và giá của nó luôn luôn cao là bởi vì nó rất dễ nhận ra. Nếu mà nó khó nhận ra giống như xanh Thái thì em khẳng định với bác là xanh Huế nó không thể lên cao được. Đấy. Nhưng cái kiếm vàng Củ Chi các bạn, đầu tiên nó đắt hơn cái xanh Huế này gấp 3. Nhưng mà vì nó hơi khó nhận ra một tí và hoa của nó lại giống giống hàng Thái một tí. Đấy, chính vì vậy mà vàng Củ Chi càng ngày nó càng xuống giá dần. Còn xanh Huế này nó ngay từ bé nó đã thể hiện cái thân lá của nó là giống bố mẹ rồi. Thân củ lá mầm. Chính vì vậy mà nó không thể nào mà bị lệch lệch với loại nào khác. Chỉ có cái sự tạo ra khác biệt nhất thì nó mới có thể đắt được thôi. Cũng như phan chí cũng thế. Chả có loại nào giống được nó một cách toàn diện nhất. Có cái vàng tê linh này thì na na giống nó này. Nhưng mà khi vàng tê linh này thì thân già thì nó vẫn khuyết kiểu này. Đấy, còn cái cây chí già thường thường là nó thành một vệt đường thẳng. Đấy, chí già thường thường nó ra một cái vệt đường thẳng như này. Những cái vệt đường thẳng này sẽ là những cái dấu để người ta biết là phan chí. Đây, các bác nhìn thấy. Đấy. Và củ vàng tinh linh thì nó không to hơn. Và cái độ đẻ của vàng tinh linh nó quá khỏe. Đấy, đấy là kiếm. Còn bên kia là địa lan Trần Mộng. Trần Mộng thì vẫn bán 100 một cân bao ship. Các bác có nhu cầu lấy vàng tinh linh hàng giống này thì bảo em này. Hàng giống này thì em bán rẻ lắm, có 1 triệu 2 một thân thôi. Đấy, có 1 triệu 2 một thân tơ đây. Nhưng mà thân nó lá nó hơi nhỏ. Để em đo cái lá này xem nào. Lá vàng tê linh em bán 1.2 triệu một thân thì lá nó, cái bản lá nó chỉ được khoảng 1/2 phần rưỡi các bạn. Đấy, nó chỉ được tầm đấy thôi. Còn vàng tuyên quang, vàng tuyên quang thì vẫn 800 một thân. Còn đây là cây semi lưỡi cam thẳng. Semi lưỡi cam 700 một thân. 700 một thân tơ. Còn là trắng Điện Biên thì em còn luôn 4 cái này. 4 thân này là 10 triệu thì là nó chưa tách ra được. Đấy, 4 thân trắng Điện Biên là 10 triệu. Còn vật tư em vẫn cung cấp đầy đủ nhá. Vỏ thông, phân dê, rêu rừng các kiểu. Đây là lấm hồng chi này, thái lát này, 300 một cân. Chứa hột rừng là 60.000 một cân. Tam thất bắc là 800 một cân. Đông trùng hạ thảo là 200 một lọ. Đấy, đông trùng hạ thảo 200 một lọ. Bên trong này có táo mèo. Táo mèo cũng 80.000 một cân thôi. Đây táo mèo đây. Đấy, một cân táo mèo như này. Đấy, táo mèo ngâm rượu 80.000 một cân. Cái này em tự làm đấy các bạn. Mua tươi về phơi ấy. 80.000 một cân các bạn nhé. Ngâm rượu táo mèo này ngọt lắm, thơm nữa. Đấy, còn chuối hột rừng đây em tự làm đấy, 60.000. Còn đây là hạt mắc mật khô. Mắc mật khô này em bán là 200 một cân khô cơ. Hôm nay em mua cái lọ nhỏ nhỏ về em đong vào lọ, em gửi cho các bác về làm gia vị. Ướp thịt ngon lắm. Còn đẳng sâm khô là em bán 250 một cân này.
Đấy, đẳng sâm khô 250 một cân. Trong này là vỏ thông nhập khẩu này, rêu sâu, móc với phân chùn quế, ngưới các thứ. Rồi, cảm ơn các bác.